Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày thứ sáu nha anh em. Em tiếp tục lên sóng vài món nữa nha. Anh em cần món nào thì cứ alo cho em nha, hoặc là nhắn tin hoặc là comment bên dưới cái video nha. Rồi, đầu tiên là một cái baga của custom nha anh em, đèn vuông 82. Baga này nói chung là quầy miền Bắc kêu là baga 82. Baga là Sirin. Đó, Sirin còn rất là đẹp nha. Đó, cái này bán là 1 triệu 3 nha anh em. 1 triệu 3, nó lên xe là bao đẹp nha. Bên dưới nè anh em, về có thể xịt bạc lên. Đó, giá này nói chung là vừa chơi nha anh em, không không rẻ cũng không không mắc, giá vừa phù hợp với tiền, vô xe vừa vừa ok, 1 triệu 3 nha. Rồi một bộ đồ nghề bỏ cấp xe nha. Bộ đồ nghề bỏ cấp xe này là 200. Đó, cái này là mỗi trong một chiếc xe cúp nó sẽ có một bộ này bỏ trong cái cốp nha anh em, chiếc nào cũng có hết, từ nhà sản xuất ra nha. Đó, 200 nha anh em, bộ mấy bộ này là 200 một bộ. Trăm nha. Rồi một cái đèn hậu 81 86 cực đẹp, chụp cực đẹp luôn nha anh em, không có trầy trội luôn. Đó, cái này bán là 650 nha, xuất sắc nha. Bóng bên trong là bóng rin luôn nha. Sáu trăm rưỡi nha anh em gắn 81, 86 được hết nha. Rồi một cái bát yên cực đẹp, xuất sắc luôn. Bát yên này là 300. Bát yên này là gắn đèn vuông, đèn tròn gắn được hết nha. Rồi một cái xi nhan mồ côi đẹp, ở xi nhan là tuyệt đẹp luôn. Cái này bán là 900 nha. Cái này là chân rin, đế xi rin đẹp, dây điện là chưa cắt nối luôn nè. Đó, cái này là nó bị trầy tí xíu ngay đây nha anh em. Đó, cái này là anh em, nếu mà anh em nào bị trầy, bị hư cái mà bên mé cây bô là anh em mua cái này được. Đó, anh em về vô xe vô bên phía cây bô, đó là vậy là bao đẹp luôn, xuất sắc. Che cái phần phần trầy nó nằm xuống dưới á. 900 nha anh em, cái xi nhan mồ côi cực đẹp. Đó, chỉ có vậy thôi, 900 ngàn, để bên phía cây bô là bao cọp luôn, chụp cực đẹp. Nhiều khi mình mua lẻ ta đâu bán đâu, tại này còn cái lẻ nên phải bán lẻ thôi, chứ anh em mua lẻ ít khi nào ai bán. Rồi một cây kiến hậu 86 cực đẹp luôn. Cây này là gắn bên trái nha nè, cây này bán là 500 nha, xuất sắc nha. Gần như là mới luôn nha nè, cái chân nè, chân gần như mới luôn, chữ nghĩa là rõ ràng nè. Đó, 500 nha anh em, gắn bên trái bên phải đều được. Ốc là chưa xét luôn nè, đa số là ốc xét đó, mà cái này chưa xét luôn. Rồi một cái báo xăng 81 86, cái này bán là 700 nha. Nó đúng đời tâm 81 86 nha, cái cây này nó dài nha. Nhiều khi anh em mua trúng của MD cái cây này nó ngắn, về nó báo xăng không có được. Quan trọng là cái này nó còn rất là trong nha anh em, trong và đẹp. Đó, thì nhiều khi nó bị đục á, nhìn nó kỳ lắm, con này còn trong vắt luôn nè. Luôn cái ron nè, luôn cái miếng này. 700 nha anh em, 700. Báo xăng 81 86 có luôn bốn con ốc cực đẹp luôn nè. Bốn con ốc mở không có dấu trầy luôn nè. 81 86 vô là lụm nha. Tại vì cái báo xăng này mà còn đẹp cỡ này là cũng tương đối cũng ít nha anh em. Còn mấy cái dòng FI rồi nó báo nó FI với MD á, cái cây này nó ngắn. Anh em mua nó rẻ hơn, bán chắc chừng 500 mà, nhưng mà về báo xăng nó không có chuẩn được, tại vì cái cây nó ngắn á so với cái bình xăng của mình. Còn cái này đúng của trong 86 ra. Giá nó cao hơn tí xíu nhưng mà chuẩn. 700 nha. Thấy gì chứ, lên xe là rất là đẹp nha anh em. Rồi một cái baga. Đó, baga 86 bị nổ xi. Nó bán giá tốt luôn, 6 xị cho anh em về vô xe cỏ cỏ chở đồ.
600 nha anh em. Ở ga này anh em về vô xe chở đồ cũng được, vô xe bán cũng được, thì giá này là bằng giá ba ga lô em, thấy không? Nhiều cái ở trên nó xấu nhưng mà ở dưới nó rất là đẹp, không hiểu luôn. Đa số là vậy, mấy cái mà mặt trên xấu là mặt dưới đẹp rồi, làm như nó dồn cái nổ, nó dồn bên trên cái ở dưới nó không có bị nổ. 600 nha. Rồi còn lại hai cây bô. Cây này là cây bô 70 90 xài chung nha. Đó, bô Gucci. Lớp xi thì cũng còn rất là đẹp nha anh em, lớp xi nè. Không có bị cắn mớp, không có bị gì hết nha. Đó, cây này bán là 1,9 triệu nha. Cổ là tuyệt đẹp luôn nè, cổ gì là quá đẹp rồi. Bô heo xe mà cổ cái này là quá đẹp rồi. Đó, cổ là cổ ghim. Bên mặt dưới nè. Ở mặt dưới là cũng tuyệt đẹp luôn. Cái này là nó dính gì luôn, như lên mũ nha, dính mũ. Nó thì nó chỉ có bị hơi nổ nổ xì ở đây thì có xịt bạc lên cho nó nhìn nó đẹp. 1,9 triệu nha, bô 70 90 nha. Giá này là hết phản luôn, giá này anh em vô xe tầm trung trung là đúng bài luôn. Bô không có giá này đâu, giá gì là quá rẻ. Rồi một cây bô 50. Bô 50 thì nước xì hết, xì đẹp. Cái bô này em bán là 1 triệu đúng. Gắn 81, 86, custom là gắn được hết, nghe đây có cắn nhẹ tí xíu nha. Bên dưới thì nó cũng có cắn nè. Nhưng mà lên xe là không thấy được nha anh em, tại vì nằm này là mặt dưới nha. Cổ cũng cổ riêng luôn. 1 triệu nha, cây này 1 triệu. Vô 81, 86 ok, chứ mình gắn mấy cái bô lô nó chạy rất là ém. Mấy cái bô mà anh em thấy bán trên thị trường 300 400 á, chạy nó ém lắm. Nó dễ bị nó không có hót hai ra được á. Cây này 1 triệu nha, bô 50. Rồi một đường dây điện. Dây điện này của 86 nha anh em. Đó. 86 rồi cao. Ở trên là đẹp hết nha, đây dây kèn đẹp hết, nói chung là đẹp hết, chỉ có ở dưới đây trong đây nè. Ngay cái phần này nó bị chuột cạp. Đó anh em về tự xử lý nha, nó chuột nó cạp cái vỏ, tại vì cái vỏ này là cái con chuột nó phái cạp lắm. Đó bộ cái dây thì còn thì em bán là 250 nha. Mấy cái đắt này là quan trọng nè, còn nguyên hết luôn nè. Đó nó chỉ có bị duy nhất là bị chuột cạp cái này thôi, anh em về xử lý là thôi, nó chưa có đứt ra hẳn nha, chuột nó cạp cái lớp nhựa hoài thôi nè. Em về quấn lại hay sao tự làm, 250 nha bộ dây này, quá rẻ luôn. Đó, dây trên đây là rất đẹp, cực đẹp, chui rất chuẩn hết nè, còn tem luôn nè. Đó còn tem luôn nè. Rồi anh em cần cứ alo nha.